Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ có video trải nghiệm một tựa game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện, một con game thẻ tướng màn hình dọc đến từ nhà hàng Mộc Game. Sắp tới hình như là trong khoảng tháng 4 thì tựa game này sẽ được phát hành tại thị trường Việt Nam. Và trong khoảng thời gian đấy thì cậu bạn đã tìm đến phiên bản tiếng Trung của tựa game này để trải nghiệm xem là con Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện này có gì thú vị hay không. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá con game mình nhá. Đây sẽ là một con game nhập vai thẻ tướng lấy chủ đề kiếm hiệp. Các bạn thấy là cái đồ họa game là đồ họa 2D nhưng mà cái nét vẽ rất là đậm chất kiếm hiệp nha. Nó mang đậm chất kiếm hiệp Trung Quốc luôn. Đây, chúng ta sẽ tạo nhân vật, các bạn này tùy chỉnh giới tính nhân vật là nam. Ủa nó sao nó không thay đổi gì ta? Đây là nam và nữ này. À đây, nó bị lag ấy. Ở đây là server nước ngoài ấy, mình chơi nó bị lag anh em ạ. Rồi chúng ta có thể đặt tên nhân vật nhá, cậu vàng này. Chúng ta sẽ vào game. À hình như là bị quá ký tự rồi. Thôi mình sẽ đặt tên là vàng thôi. Hy vọng là ổn. Ồ, nó không cho ký tự thôi được rồi, mình sẽ để tiếng Trung nha, nó không cho ký tự Latin rồi anh ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào game đi. Ở đây các bạn sẽ có một số tùy chỉnh về phần có lẽ phần vũ khí. Thì các bạn có các cái chỉ số ở đây. Mình không biết tại sao mà game nó không có tiếng luôn em ạ. Đây có một số tùy chỉnh nhưng mà nó không hiển thị, mình không biết là nên chọn cái gì. Thôi chọn bừa đi. Rồi, chúng ta sẽ vào game nha. Đây, giờ mới lên tiếng. Âm thanh game đánh nhẽ là đầu game nên có phần âm thanh. Rồi, về cơ bản thì con game này là một con game nhập vai thẻ tướng. Đại loại là các bạn sẽ đi chiêu mộ nhân vật đúng không? Các bạn sẽ có nhân vật chính và sẽ chiêu mộ thêm tổng xây dựng đội hình. Tổng cộng là 5 nhân vật đồng hành. Đấy, với tính với cả nhân vật chính của bạn thì là 6 người nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục này. Đấy, tiếp tục này. Đấy. Về cơ bản thì vẫn là game dạng game nhập vai rảnh tay thế hệ mới thôi. Nhưng mà có lẽ là cái điểm ấn tượng của cậu vàng đối với con Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện này đó là cái đồ họa. Nó là đồ họa 2D nhưng mà nó theo phong cách đậm chất kiếm hiệp Trung Quốc ấy. Đấy, các bạn nhìn từ trang phục rồi các cái nét vẽ nhân vật nó như kiểu là một cái chuyện cuốn truyện hoặc là một cuốn truyện tranh của mang phong cách đồ họa Trung Quốc anh ạ. Mình không biết gọi chính xác là gì. Đấy, nó nhìn nó rất là ấn tượng luôn. Nó như kiểu tranh vẽ, tranh sơn dầu ấy. Đấy, rất là thích cái đồ họa của con mình. Gọi là đồ họa thì cũng không chính xác, gọi là cái art của game này, tức cái phần nét vẽ nhân vật ấy. Nó rất là nghệ thuật. Rồi chúng ta sẽ có vần nhân vật nhá, và các bạn sẽ có những cái hiệp khách ở đây. Mình sẽ gọi là hiệp khách bởi vì game này là game chủ đề kiếm hiệp. Thì các bạn có thể nâng cấp hiệp khách. Hơi lag, mình đang chơi server nước ngoài nó hơi lag anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ nâng cấp kỹ năng này. Đấy, các bạn có tăng cấp nhân vật này, rồi học nâng cấp kỹ năng. Và chúng ta tiếp tục vượt ải nhá. Cơ chế chiến đấu thì là hoàn toàn tự động rồi. Đấy. Nhân vật chính của bạn thì sẽ có 3 kỹ năng. Tức là các cái nhân vật đồng hành ý, thì nó tự chiến đấu. Còn nhân vật chính thì nó sẽ có kỹ năng hỗ trợ ở đây. Đấy, sau này các bạn mở khóa ra là 3 kỹ năng. Nó sẽ mở theo cấp, level 7 mở tiếp này, hoặc là level 14 sẽ mở kỹ năng thứ 3 của nhân vật. Đấy, tức là với con game Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện này thì các bạn có nhân vật chính và thêm 5 nhân vật đồng hành các bạn để chiêu mộ được. Tổng cộng đội hình là 6 người nhé. Rồi chúng ta sẽ đến phần chiêu mộ. Chắc chắn là nhiều anh em sẽ quan tâm đến phần này đây. Chúng ta sẽ có phần chiêu mộ võ tướng này được tặng. Chính xác là chiêu mộ hiệp khách. Các bạn sẽ được tặng một hiệp khách miễn phí. Đấy, game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ nha, nếu được. Vì game toàn tiếng Trung thôi. Vì là game toàn tiếng Trung nên là mình trải nghiệm cho biết thôi anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất là ấn tượng với đồ họa của con game này. Thậm chí các bạn thấy là tại sao game... Ồ, con game này đồ họa 3D chứ. Này, các bạn hãy xoay nhá. Mình cứ tưởng là đồ họa 2D đâu. Nhưng mà con game này, con Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện này đồ họa 3D này. À, các bạn hãy xoay chuyển góc nhìn, thậm chí là zoom gần zoom xa luôn. Ảo thật đấy. Một con game màn hình dọc mà lúc đầu mình nghĩ là game đồ họa 2D ấy, mà nó lại cho các bạn xoay góc nhìn. Các bạn thử trải nghiệm những con game thẻ tướng màn hình dọc tại thị trường Việt Nam hiện nay mà xem. Hầu hết là không thể xoay được góc nhìn, nó chỉ là game góc nhìn cố định thôi. Nhưng mà với con Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện này nó cho bạn quay hẳn góc nhìn luôn. Rất là chơi. Rồi chúng ta có phần đến phần tiến bậc này, thu thập đủ 4 cái viên ngọc này thì các bạn để tiến bậc cho hiệp khách của mình nhá. Đấy, phần tiến bậc. Tiếp tục. Con game này thì nó tiến bậc nó không phải kiểu như các con game thẻ tướng khác là kiểu bạn nâng lên level 10 thì sẽ cần tiến bậc tiếp để nâng cấp tiếp đúng không? Con game này nó tách riêng ra như kiểu những con game thẻ tướng cũ ấy. Rồi. Có lẽ điểm mình nói chung là mình vẫn ấn tượng nhất cái mình đã có hai cái điểm ấn tượng nhất với con game Võ Lâm Cuốn Hiệp Truyện này rồi. Đầu tiên đó là cái việc là game cái
cái hình ảnh game ấy nó rất là đậm chất kiếm hiệp là thích rồi này. Thứ hai là game đồ họa 3D, các bạn xoay, có thể xoay chuyển góc nhìn luôn. Đấy, còn về gameplay thì nói chung là vẫn là game để tướng thôi, nhưng mà do vấn đề về ngôn ngữ nên mình cũng chưa tìm hiểu kỹ xem là tính năng hoạt động của game ra sao, nhưng mà mình thấy cũng khá là cơ bản của dòng game thẻ tướng đúng thôi. Đây, các bạn nhớ là hãy đi nâng cấp nhân vật của mình nhá, sẽ nên nâng level này. Cấp của hiệp khách thì sẽ không được vượt quá cấp của nhân vật chính của bạn. Rồi tiến bậc này. Đấy, rồi tiếp tục là nâng cấp kỹ năng lên. Đấy, các bạn nâng cấp nhân vật của mình lên nhá. Tiến bậc này. Hơi lag một tí. Nâng cấp này. Mình sẽ nâng level lên này, rồi nâng nâng cấp kỹ năng lên này. Đó. Tiếp đấy là chúng ta sẽ có phần duyên phận giữa các nhân vật, thì bạn để kích duyên lên cộng thêm chỉ số. Kích duyên này. Rồi nâng level này. Đấy. Nâng level lên thì bạn sẽ có thể nâng kỹ năng nhá, nâng cấp kỹ năng lên. Rồi. Phần mình muốn xem phần danh sách hiệp khách cơ. Nó sẽ hiệp khách nó còn chia ra các cái mình không biết gọi là chính xác là gì. Rồi, cái này thì đợi bản tiếng Việt đi. Đây danh sách nhân vật này. Mình thấy là nó chưa mở, nó không hiển thị hết, chắc mình nghĩ là do mạng đang lag thôi, mình đang trên server nước ngoài ấy. Đây chúng ta có phần chiêu mộ nhá. Đây là tỷ lệ chiêu mộ này, khoảng 10%. Ừ, 10%. Đấy. Chắc là cao nhất là 10% này. Tỷ lệ cũng khá là ra gì phết đấy nhá. Các bạn để quay bằng cái vé quay nhá, hoặc là dùng kim ngân bảo. Chắc chắn là sẽ có những ưu đãi tặng miễn phí các bạn vé lượt chiêu mộ tướng rồi. Cái này thì chắc phải để sau. Đây là quà nạp đầu này. Bạn thấy là nó không hiển thị đâu, bởi vì là server nó bị đi lag ấy, delay ấy, do mình chơi server nước ngoài thôi. Cái này cũng không quan trọng khi mà các bạn chơi ở Việt Nam. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về phần trận hình nhá. Vào đây này, khiêu chiến này. Chúng ta sẽ có phần trận hình. Chắc là có sự khắc chế giữa các cái ấy đấy nhỉ. Chưa 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 nó chưa hiện. À đây, có phần khắc chế này anh em này. Đó, có 5 cái nó như kiểu là vũ khí, hoặc là kiểu đây là đao này, phép rồi chưởng ấy, khắc chế lẫn nhau. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai cái chắc là âm dương gì đó. Nói chung là cái đợi 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 bản Việt Nam đi thì chúng ta sẽ rõ cái phần này hơn, nhưng mà nó có sự khắc chế giữa các hình nhân vật nhá. Các bạn để ý như thế là được. Bạn thấy là game nó hơi lag đúng không? Cái này thì chịu rồi. Cái này là không phải do là mình đang chơi server tiếng Trung ấy, mà server này thì có lẽ là do đang đứt cáp nên nó hơi delay một tí. Đấy. Rồi chúng ta có phần kỹ năng nhân vật. Đây là phần nhân vật chính thì các bạn có thể mở khóa kỹ năng mới này. Mình sẽ mở khóa kỹ năng thứ hai nhá. Đấy, nó hơi xoay một tí, chơi nó hơi khó chịu anh em ạ. Cái này chịu thôi. Cái này mình đang chơi server tiếng Trung nên là cái server này có lẽ là đặt hơi xa Việt Nam nên là nó hơi lag một tí anh ạ. Đấy. Nó đang xoay khá là nhiều. Nhưng mà mình nghĩ là mình chơi đến đây thì các bạn cũng hình dung ra được cái đồ họa và gameplay của con game Võ Lâm Quần Huyền Truyện này rồi. Một gameplay cũng rất là dễ làm quen thôi. Ở đây mình sẽ nghịch thêm một xíu nữa nha. Nói chung là mình nghĩ là cách chơi thì các bạn cũng nắm được rồi. Nghịch thêm một xíu nữa thôi. Đấy, chúng ta sẽ tiếp khiêu chiến vượt ải này. À, có một cái đó là khi mà nhân vật chiến đấu này thì mình sẽ không thể bấm ra ngoài như những con game thẻ tướng hiện nay nhá. Đấy, tức là các bạn sẽ phải buộc phải quan sát nhân vật chiến đấu. Tuy nhiên là các bạn sẽ có tăng tốc. Đấy, level 15 thì hoặc là các bạn VIP 1 ấy thì sẽ mở tăng tốc X3 nhá, thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, chiến đấu đẹp nhỉ. Nói chung là game này thì đậm chất kiếm hiệp rồi. Bạn nào mà thích game thẻ tướng rồi thích chủ đề kiếm hiệp thì mình nghĩ là con Võ Lâm Quyền Huyền Truyện này nó sẽ rất là phù hợp với anh em đấy. Đấy, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Đấy, sau đó các bạn thể mở khóa và nâng cấp thêm. Rồi. Để xem con gì level 8 này này. Đấy, ban đầu thì cứ vượt ải thôi. Game sau này thì sẽ có những cái hoạt động. Đây, mở auto này này. Mình sẽ rảnh tay hơn. Đấy, mở full auto rồi. Bây giờ thì mình thật sự là mình sẽ rảnh tay hơn rất là nhiều rồi. Thì game này thì sau này nó sẽ có những cái hoạt động hàng ngày nữa, thì hẹn các bạn đợi bật phiên bản Việt Nam nhé. Còn ở đây là bản tiếng Trung và cái bản nó hơi lag ấy nên là mình cũng không trải nghiệm kỹ được. Chủ yếu là giới thiệu sơ qua cho anh em về đồ họa và gameplay thôi, thì mình nghĩ là anh em cũng sẽ nắm được. Đấy, nhớ là nâng cấp hiệp khách của bạn lên. Sau này thì nó sẽ có thêm rất nhiều hoạt động đây, nhưng mà các bạn thấy không, toàn tiếng Trung này, mình không thể biết được luôn ấy, nó không có hình gì cả, nó chỉ ở trong một tòa thành như này thôi. Đấy, nhưng mà hình ảnh rất là đậm chất nghệ thuật nhá, làm kiểu cel shading. Đấy, như kiểu tranh vẽ luôn. Thích dã man, mình rất là thích cái phong cách
hoạt họa ở trong con game Võ Lâm Quyền Hiệp Truyện này. Thì nhắc lại nữa là con Võ Lâm Quyền Hiệp Truyện này sẽ được phát hành tại thị trường Việt Nam trong tháng 4 bởi nhà hành Mộc Game nhá. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng trải nghiệm nhanh cho anh em về tựa game này thôi, phiên bản tính chung. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu và mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Top Game Online cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.